lời của Chúa gieo vào trong mỗi tâm hồn. Hạt giống rơi rơi trên vệ đường là những người nghe mà không hiểu, ma quỷ đến đến cướp lấy lời, còn gì mà sinh hoa kết trái. Hạt giống rơi vào đất rơi soi đa thật nhiều, là những người nghe lòng mềm yếu, nên dễ không không ăn sâu đường, hoàn nàn làm tan hoang vấp ngã. Hạt giống rơi vào đất tốt, trổ sinh hoa trái khắp trời. Hạt giống là lời của Chúa gieo vào trong mỗi tâm hồn. Hạt giống rơi gai kia phủ đầy là những người nghe và đón lấy, lo lắng với bao công việc, làm nghẹn và không sinh trái tốt. Hạt giống rơi vào đất giống là lời của Chúa gieo vào trong mỗi tâm hồn. Hạt giống rơi đất tốt đậm màu là những người nghe và hiểu thấu, cương quyết sống, quyết sống tốt lời, mùa gặt về tăng thêm gấp trăm. Hạt giống rơi vào đất tốt, trổ sinh hoa trái khắp trời. Hạt giống là lời của Chúa.